nửa ôm chứ. Công cổng à, sách áo, tức là sách và áo đó, ngồi như vậy nè, sách phải áo nè, sách áo cũng gì cũng ở gì bảy đúng rồi, ngay đúng rồi. Bây giờ đọc lại, mẹ mẹ ơi cô dạy, mẹ mẹ ơi cô dạy, phải giữ sạch đôi tay, tay bàn tay mà dây bẩn, bàn tay mà dây bẩn, sách áo cũng bẩn ngay, sách áo cũng bẩn ngay. Rồi đọc lại, mẹ mẹ ơi cô dạy, phải giữ sạch đôi tay, bàn tay mà dây bẩn, sách áo sách áo cũng bẩn ngay sách áo cũng bẩn ngay là gì?